Guys, it's me again. I'm Thanh from I'm English and welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của I'm English. Và hôm nay Thanh quay trở lại với chuỗi video clip 2 phút học tiếng Anh giao tiếp mỗi ngày cùng I'm English. Không biết là hôm nay Thanh mang đến cho mọi người chủ đề gì nhỉ? Oh, yes, many và much. Ok, sự khác nhau giữa many và much là gì? Ok, chúng ta sẽ trước khi mà đi tìm hiểu sự khác nhau giữa many và much thì mọi người hãy đừng tiếc một like, share và subscribe kênh YouTube của I'm English để đón chờ những video clip hữu ích tiếp theo nhé. I have two sentences here. The first one, there are many people living here. There are many people living here. And the second one, there are too much information here. Ok, mọi người lưu ý cho Thanh, cái từ many và much nó đều là dịch ra tiếng Việt đều có nghĩa là nhiều. Tuy nhiên thì many, đằng sau many mọi người thấy câu thứ nhất many và cộng với people, tức là people ở đây là danh từ số nhiều và đếm được. Và sau much ở câu thứ hai là cộng với information. Vậy thì information đó là danh từ không đếm được, đúng không ạ? Vậy thì mọi người cùng chốt lại cho Thanh kiến thức nhé. Đầu tiên, many mình sẽ cộng với danh từ số nhiều đếm được, và much mình cộng với danh từ không đếm được, đúng không ạ? Và many và much đều có nghĩa là nhiều. Ok, so alright, bây giờ chúng Thanh sẽ có hai câu ở trên bảng. Mọi người thử điền theo Thanh xem là dùng many hay là much nhé. The first one, I have blah blah things to do. And the second one, I have blah blah homework to do. Ok, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Câu đầu tiên, I have blah blah things to do. Mọi người có nhìn thấy things, mình có s gì không ạ? Đúng rồi, nó là danh từ số nhiều và đếm được. Vậy thì chúng ta sẽ dùng là yes, good job, many. I have many things to do. And the second one, mình có từ I have blah blah homework today. Vậy thì từ homework ở đây là danh từ không đếm được. Chính vì vậy chúng ta sẽ dùng much. I have much homework today. Ok, tức là tôi có nhiều bài tập, tôi có rất nhiều bài tập về nhà phải làm và tôi có rất nhiều việc phải làm, chẳng hạn như thế. Ok, that's it. See ya, bye.